phía trên này thì mình thấy có hai bên trái và bên phải đều chứa những cái như ở đây mình thấy là xe cổ này và cái ba này rồi có một chiếc này. Nói chung cái bên ngoài này cả nhà nha, còn lát nữa mình sẽ vào mình quay phía trong một tí cho mọi người xem. Cái này là máy in thời trước nè, máy in hướng thành phía bên khu vực Sài Gòn Gia Đình. Cái máy in gì to dưới trời. Đây là cái máy in ngày trước nha. Quả này là chiếc xe bò, người ta bê viên chiếc xe bò lên này luôn để trưng luôn cho cả nhà xem luôn á. Cái xe bò ngày trước nha. Đây cả nhà, đây là cái máy in nha. Mình đây là lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên là biết cái máy in như thế này luôn. Đây năm 1965 được in tại số nhà 52 đường Châu Văn Tiết Gia Đình. Cái này bằng sắt, cái bánh răng bằng sắt, còn vừa bằng gỗ sắt. Bao nhiêu sao in được đây? Cái này lần đầu tiên mình thấy luôn á. Còn đây là chiếc xe bò. Xe bò này thì ở khu vực miền Nam Trung Bộ là nó đổ dao rồi sau á, còn ở với chúng mình là sử dụng cái loại xe bò khác, không có giống xe bò kiểu này. Xe bò của mình là hai phần thân là làm bằng gỗ rất là cứng và dày, có thể chở được gỗ luôn. Con này có thể là chở được rau quả hoa lúa thôi, chứ không có chở gỗ lớn được. Đây là cái bánh, sao cái bánh này kỳ đó, bánh này giống bánh xe ngựa đó, cái bánh xe bò đâu bự dữ. Trong là được trưng bày rất là nhiều. Ở đây gọi là một bảo tàng thật sự đó. Cái này là bếp hoàn cầm. Khi mà nấu lên đó thì không có khói cả nhà. Ở trong rừng ở thời chiến tranh đó, khi mà khói lửa chỗ nào bay lên đó sẽ làm cho địch dễ phát hiện, nên có một cái người bà sáng chế ra cái bếp hoàn cầm. Thì để biết người đó là ai thì mình để đọc, tại vì lâu quá không nhớ. Thì trong cuộc kháng chiến nấu nướng không phải là để cho khói bốc lên, và đó là một sự rất là nghiêm trị, quy định dễ phát hiện. Nên có một tiểu đội trưởng nuôi quân của đơn vị đại đội 308 thì đã giúp cho chiến sĩ nấu ăn nấu uống chính tại mặt trận mà không để lộ một cái chút khói cho máy bay phát hiện, nên đã chế tạo ra một cái bếp gọi là bếp hoàn cầm. Đó thì đây là những cái chậu nồi niêu son. Ở đây là những cái mô hình thôi nha, son thì thiệt đó, nhưng mà cái bếp hoàn cầm này là mô hình thôi đó, để đấu sơ thôi cho mọi người biết thôi. Còn đây là cái máy chiếu phim này, máy quay phim luôn, chiếu máy này máy quay phim thôi. Máy chiếu phim, cái số 1 là cục băng nè đó, mọi người thấy đây là cục băng phim ngày xưa. Cái số 2 là quay phim, số 2 đâu, đây là cái số 2 gọi là máy quay phim. Cái số 3 là máy chiếu phim, là cái này là máy chiếu nè. Còn máy quay phim hiệu Natinan là cái loại này. Đây là lưu giữ còn rất là nhiều, như đèn này, mấy cái giấy chứng minh thư này, giấy đặc biệt đi lại trong giờ ghim rồi cũng có luôn coi nha. Cái này máy đính chữ nè, đài radio nè. Trước ngoài có đài radio là cũng phải khá giả mới có, phải có cái làm gì. Còn đây là bên dụng cụ y tá, kìm kéo để mổ đạn, mổ điếc rồi hay là băng bó vết thương nữa. Rất là thô sơ, không có nhiều như bây giờ đâu. Còn đây là ống tiêm thuốc nè cả nhà. Bây giờ là tiêm một lần rồi bỏ, chứ còn ngày xưa là tiêm bằng cái thủy tinh. Mọi người thấy không, đây là cái ống xi lanh bằng thủy tinh nha, nên sử dụng đi sử dụng lại rất là nhiều lần, không thể bỏ được đâu, bỏ là không có xài đâu. Còn đây là những cái dụng cụ nè của những chiến sĩ ngày trước, gồm có đồng hồ nè, rồi la bàn, rồi cái cạo lưng, cạo dâu. Cái cạo dâu này lúc trước nhà mình có cây nè cả nhà, đây cái loại này, rồi cây dao kéo rồi tùm lum đó, dây lịch. Còn ở đây là cái chỗ mắt tận giọng, mắt tận giọng của bộ đội á, khi đi dừng đi vú nha. Thì như mọi người thấy là đây là cái tăng giọng, trước mình đã từng đi mình biết rồi. Khi vô rừng vú thì
có chỗ nào mà ấy nó chỉ có tăng giỏng này là hợp lý nhất nè, mưa gió không sợ luôn nha. Hồi mình đã từng bị mắc mưa và treo như thế này, và khi nằm là mưa tầm mưa tả luôn, thậm chí nó đánh cái bạc này nè nha, muốn đánh sập luôn á, nhưng mà hên sao nó không sập. Là khi bao xuống chúng ta nằm phía trong là nó rất ấm cúng, treo thêm cái mền một cái một nữa. Và trên đây là để những cái vật dụng trên đầu nằm, những cái dụng cụ như ba lô nè, còn súng thì chúng ta bắt buộc là phải ôm, cho đến đây là mưa tối là người ta lấy mất tiêu á. Thường thì địch không có vô chỗ mình ngủ mà lấy đâu, nhưng mà mấy ông đội trưởng lấy hay giấu chơi chỗ đó cả nhà, nên mình toàn ôm súng ngủ thôi. Lúc trước đi bộ đội là gì, vào đây thì được tham quan rất là nhiều, biết nhiều hơn những cái mình chưa thấy cả nhà. Thì mọi người nếu muốn biết thêm thì có thể tới ngay cái viện bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên đây thì là những cái mô hình, những cái hình nộm cả nhà, được tái hiện lại những cái cảnh mà các bơm mình người ta giống như chế tạo lại, lấy những vũ khí cũ rồi có thể làm lại thành cái để mà sử dụng. Chứ trước là mình đâu có đâu, chỉ có lấy cô tay xài lại thôi. Đây là nguyên ông này, ông cắt nguyên cái bơm luôn. Đây là những cái thành phẩm này, súng cối. Còn đây là những cái dụng cụ để mà có gì là xóm làng tự vệ luôn nha. Người cầm dao cầm dựa rồi thổi tù thì đánh gõ đánh đồ cả nha. Cho tao nói giặt tới nhà thì đàn bà cũng đánh là gì, có gì quất cái đó. Đó, cái cậu bé này cầm viên cây luôn. Đây là bài đoàn quân Việt Nam đi nè, chung lòng cứu quốc nè, không? Nam đi chung lòng, đúng rồi. Lâu quá mình hát mình quên. Còn đây là cái mít, cái còi, rồi những cái kèn bằng sừng, những thanh gươm, dao găm, nhiều đèn, cái này của dân tộc hay sao ta? Của dân tộc sao? Bản sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn, cái này gọi là bản sao thôi. Còn đây là cái cảnh sinh viên học sinh đứng lên biểu tình sao? Khung cảnh hồi trước. Thì trên đây rất là rộng, mình cũng không thể nào quay hết một lần cho mọi người thấy đâu. Mọi người muốn biết thì có thể tới đây viện bảo tàng thành phố thì có thể coi. Chứ còn ngoài ra mà để quay hết từng chi tiết thì nó rất là khó và nó rất là dài dòng. Còn đây đứng ra là phía sau để các em nhỏ đang chụp hình, nhìn cũng rất là đẹp. Đường thành phố thật ra mình cũng chưa biết dành, nhưng chưa biết dài con đường đối diện ra vô nên đôi lúc khó nói được cái đường nào mình nào. Vẫn còn giữ nguyên tới bây giờ luôn cả nhà, gần như nó nguyên vẹn luôn. Từ phía trên cao nhìn xuống chúng ta thấy cảnh nó cũng khá lạ, tuy nhìn ngoài mắt thường á nó cũng rất là bình thường thôi, nó chỉ là những bông hoa trội nổi, nhưng mà khi lên hình ảnh mọi người mình cảm giác một cái gì đó rất là, nó làm cho con người ta rất là quê luôn. Đây, những cái cây cao nè, rồi những cái lá chầu xanh vắng cây cao nè, xuống là những cái cây hoa sứ, nhìn một góc của nó rất là đẹp luôn. Ở đây nếu ai biết chụp hình thì cho view rất là đỉnh. Thì như mọi người thấy cũng qua thời gian cũng rất là nhiều nên cũng có một phần của kiến trúc cũng đã hư hao phần nào rồi. Mọi người thấy nó đống đã lỡ những vết nứt ra, rồi có những cái bong chóc rồi ha. Thời gian nó phá hủy rất nhiều. Còn đây là những cái cây này là cây để chống sét đó nha, dây chống sét.